Nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bò kho rau củ nhé. Rất là ngon mà cực kỳ dễ ăn. Có thể ăn với cơm, ăn với bánh mì, ăn với bún, với phở đều được. Bò kho rau củ này làm thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình nhé. Thịt bò thì chúng ta rửa sạch đi với muối và rượu. Sau đó chúng ta để ráo nước rồi mình ướp bò với những gia vị thông thường: muối, bột ngọt, hạt lêm và một chút xíu đường, và thêm gói gia vị bò kho nữa vào. Một cân thịt bò thì sẽ dùng một gói gia vị bò kho theo hướng dẫn của người ta. Trong đấy gói gia vị bò kho nó có màu điều này, các loại thảo quả này, tiêu này, hồi, quế đủ hết rồi. Thì mình chỉ cần ướp như vậy rồi thêm một chút dầu ăn để nó giữ nước cho bò và bò nó không bị khô. Và khi ướp này thì bò nó sẽ rất là mềm nhé. Chúng ta trộn đều lên rồi ướp cho mình khoảng 1 đến 2 tiếng nếu mà chúng ta để ngăn mát tủ lạnh. Còn ướp ở ngoài thì chúng ta chỉ cần ướp khoảng 20 đến 30 phút thôi, không ướp lâu quá nhé, thì nó sẽ bị mùi ấy. Còn kết tủ lạnh thì chúng ta có thể ướp một vài tiếng. Khi mà ướp xong ấy, thì mình sẽ đấy, để như vậy và chuẩn bị thêm một cái nồi để mình phi thơm tỏi và sả. Đây là mình ướp thêm cùng hành tây vào để khi mà mình nấu ấy, thì cái thịt bò của mình nó ngọt, nó thơm hơn ấy. Và sau đó khi mà nấu chín thì mình sẽ cho thêm cà rốt và khoai tây vào. Khi mà bò ướp xong rồi nhá, thì mình sẽ chuẩn bị tỏi và sả. Gừng thì mình đã dùng để mình rửa bò rồi nên mình không cho gừng nữa. Và mùi thơm ở đây chủ yếu là thơm của gia vị kho bò thêm sả với tỏi nữa. Thế nên bây giờ mình sẽ dùng bò mình ướp xong thì mình sẽ xào lên cho nó săn lên. Ở đây mình dùng cái phần nạm bò, phần bò nó có cả gân bò để mà kho ấy, thì khi ăn nó rất là giòn ngon và nó không bị bở, bị bã thịt bò ấy. Và cái phần nạm này thì mua rất là rẻ mà ăn lại vẫn đảm bảo ngon và phù hợp với món bò kho này nhá. Hoặc chúng ta có thể dùng rành sườn cũng được nhé. Chúng ta cứ đảo đều lên cho bò nó ngấm gia vị. Rồi sau đó mình kho thôi. Khi mà nấu này cảm thấy nó nhạt thì các bạn có thể cho thêm mình một ít hạt lêm vào nhé. Và nấu gần chín thì các bạn mới cho mình rau củ quả vào. Và món bò kho muốn để cho dậy mùi thơm thì chúng ta có thể dùng một ít rượu trắng. Chúng ta cho vào, nếu có rượu vang thì càng tốt nhé. Hoặc còn rượu nấu ăn thì càng tốt nhé, thì món bò chúng ta nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Đây, khi nấu thì mình sẽ nêm thêm gia vị này để cho món bò ngon hơn: hạt lêm này, muối này, đường này. Nếu mà cảm thấy gia vị nó chưa đủ ấy, đây, chúng ta mà bây giờ chúng ta om bò nhé. Thường thường nhà mình nấu bò thì mình nấu từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Khi mà bò được nấu được khoảng 1 tiếng rưỡi nó mềm như này rồi, thì giờ mình sẽ cho rau củ quả vào nhé. Chúng ta có thể hớt bớt cái mỡ bò này đi nhá, phần mỡ này đi, cho rau củ quả vào và chúng ta ninh cho mình thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa là cái phần rau củ quả nó cũng mềm ấy. Rồi chúng ta sẽ cho bò ra và thưởng thức thôi. Cái món này thì nhà mình cứ kho nhiều như này. Nếu mà không ăn hết thì chúng ta sẽ chia thành các hộp, mình cất vào trong tủ lạnh ấy, hôm nào ăn thì mình nấu lại sau ấy. Và cái này thì ăn với cơm trắng này, với mì, bánh phở và bún này đều rất là hợp nhá. Nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể làm giống nhà mình để mình có được cái phần bò kho ngon như thế này. Và cái quan trọng là cái công thức thì làm để vô cùng đơn giản, ai cũng làm được, chỉ cần những nguyên liệu sẵn ở nhà chúng ta thôi. Chúng ta cũng có thể cho thêm các loại gia vị khác nếu chúng ta thích, nhưng về cơ bản chỉ cần những gia vị thông thường và gói gia vị bò kho là được. Bây giờ mình sẽ múc ra và đi thưởng thức nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào các bạn.